Công an thị xã Gia Rai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nhân Thanh Hiếu, sinh năm 1991 và Trần Văn Mến, sinh năm 1999, cùng ngụ thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản. Theo hồ sơ của cơ quan công an, vào khoảng 9 giờ ngày 25 tháng 10, nhân Thanh Hiếu và Trần Văn Mến đi dọc theo quốc lộ 1A để tìm tài sản cướp giật. Đến đoạn đường thuộc xã Tân Phong, thị xã Gia Rai, Hiếu và Mến phát hiện chị T điều khiển xe máy đi ngược chiều. Trên cổ có đeo một sợi dây chuyền vàng, nên hai đối tượng liền quay đầu xe, áp sát xe chị T, giật sợi dây chuyền rồi tăng ga bỏ chạy. Sau khi nghe tiếng tri hô của chị T, người dân nhanh chóng truy đuổi và bắt được hai đối tượng bàn giao cho cơ quan công an.